Đây là tổng thống Putin và tối ngày hôm qua ông xuất hiện trên truyền hình nói chuyện với người dân trong nỗ lực để chấn an với những cái mối lo âu à, sau khi bị cấm vận và nền kinh tế bây giờ thê thảm luôn. Bên phía uh, ngân hàng trung ương của Nga đó nói đó là nền kinh tế của Nga đã thụt lùi tới phân nửa Thưa quý vị. Khủng khiếp. 15 năm trời qua kể từ khi Putin lên lãnh đạo đó thì ít nhất cái công của ông đó cũng mở mang đất nước, nghĩa là giúp mở cửa thị trường rồi bán dầu khai thác bởi vì sau cái thời kỳ mà Liên bang Xô Viết thì Nga bây giờ thì tự do mua bán, người dân được thoải mái đi ra nước ngoài mua bán không có điều gì xảy ra, nghĩa là các cuộc chiến tranh lạnh đó mà thậm chí tới thời của ông Trump thì hầu như cái mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ cũng không có đến độ như lúc này. Thì công của ông 15 năm trời xây dựng đất nước và có nền kinh tế rất là tốt nhờ dầu khí vân vân. Thế nhưng một sớm một chiều thưa quý vị, chỉ có vài tuần sau khi tuyên bố chiến tranh với Ukraine đó, nền kinh tế của Nga thụt lùi và họ nói rằng sẽ trở về với thời kỳ liên bang Xô Viết nếu như Putin ương ngạnh tiếp tục tìm cách để gây hấn với Ukraine thế nhưng những tin tức từ à, à, chiến trường ngày hôm nay cho thấy rằng rõ ràng là quân đội nga không còn khả năng để có thể chiếm giữ ukraine nữa chưa nói tới là không lấy được cả các thành phố lớn và đó là lý do bên phía putin và quân đội ukraine ngày hôm nay họ tuyên bố như thế này và đó cũng là người ta đã nghĩ tới cái chuyện đó. Nếu mà Putin thua ở Ukraine thì Putin sẽ nói gì với người dân? Ông đâu có nhận nói thua đâu. Ông nói không. Hôm nay chúng ta đã hoàn tất phần đầu của chiến lược giải phóng Ukraine rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ rút về vùng phía đông để bảo vệ Donetsk và Luhansk. Thì thưa quý vị rõ ràng đó là cố vấn quân sự cao cấp nhất cho Putin đã tuyên bố đó Ông sẽ không thể nào thắng ở Ukraine được Và đó là cái sự thật vô cùng đau đớn mà Putin nhục nhã Bây giờ mất hết từ cái uy tín lãnh đạo của mình cho đến cái khả năng quân sự Vì cái cuộc chiến này mà Putin đã phơi bày cho cả thế giới thấy sự yếu kém trong quân đội của nga mà người ta tưởng là hùng hậu thuộc hàng nhì thế giới sau hoa kỳ thì ngày hôm nay thưa quý vị đây là bản đồ của vùng chiến sự ukraine và người ta thấy đó ukraine rất hay một mặt đã thì họ đưa quân tới bảo vệ thành trì thì bởi vì quân ukraine bây giờ cũng có tới cả hơn chục sư đoàn mà cho nên họ rẽ ra một bên thì hỗ trợ cho vùng Kiep ở phía tây bắc và Kharkiv ở phía trên phía bắc của vùng Donetsk Đô phía đông nè Đông Bắc thì bây giờ vùng Donetsk, Luhansk vân vân là xưa nay đó là quân nga vẫn hỗ trợ phe ly khai thân nga thì bây giờ nhân cơ hội này nga đồn trú ở khu vực này luôn cho nên trong thời gian vừa qua đó sau khi mà thất bại ở các nơi họ kéo về đây Tuy nhiên cái việc kéo về này cũng cho thấy cái sự yếu kém và bắt đầu quân Nga bây giờ thay vì thế mà tiến công bây giờ trở về kéo về để bảo vệ. Bởi vì quân Ukraine bây giờ họ biết được cái sườn yếu của bên phía miền Đông họ đưa quân và họ pháo kích vào trong khi vực Donetsk khiến cho cái phe ly khai thân Nga đó phải kêu gọi tiếp trợ nếu không đó là quân Ukraine sẽ đánh luôn vào vùng Donetsk để mất luôn cái vùng này thì phiền lắm.